Thưa quý vị, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bắt đầu từ đâu nhằm ghi nhận tập hợp trí tuệ và kinh nghiệm của những chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp đóng góp các nghiên cứu chuyên sâu, định hướng chiến lược cho hoạt động phát triển khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cho nên con đường lại càng khó hơn. Sự kiện đã thu hút hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các chuyên gia kinh tế cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết, cùng với cả nước, tỉnh ủy Bến Tre đã phát động chương trình số 10 về đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Đến thời điểm này, Bến Tre bước đầu thành công trong việc thay đổi nhận thức, chuyển đổi tư duy của cả hệ thống chính trị, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở về khởi nghiệp, xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp khá hiệu quả, môi trường đầu tư kinh doanh năng động. Giai đoạn 2021-2025, Bến Tre đã và đang tiếp tục bước vào giai đoạn mới và sẽ tìm giải pháp cụ thể để làm sao đưa thành tựu khoa học công nghệ, yếu tố đổi mới sáng tạo, hiện diện, chiếm tỷ trọng cao hơn trong các dự án khởi nghiệp cũng như nội tại. Dịp này, các tập đoàn doanh nghiệp đã ký kết tài trợ cho doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, 12 doanh nghiệp khởi nghiệp ký kết tham gia hoạt động phát triển khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.